Bộ Quốc phòng Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công tự vệ chính xác và quyết đoán vào đêm 8 tháng 11 bằng cách sử dụng hai máy bay chiến đấu F-15C nhằm vào một cơ sở lưu trữ vũ khí ở Syria. Động thái này nhằm đáp trả lại chuỗi hành động gây hấn đối với lực lượng Mỹ ở khu vực bởi các nhóm vũ trang có liên kết với quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng Quds. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định rằng việc bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn cho nhân viên là ưu tiên hàng đầu, và Mỹ sẽ không ngần ngại hành động để bảo vệ lực lượng và lợi ích của mình. Ông cũng cảnh báo rằng Mỹ đã sẵn sàng cho mọi tình huống và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn. Cuộc tấn công không chỉ thể hiện quyết tâm mà còn là thông điệp rõ ràng đến bất kỳ ai cố tình gây hấn hoặc đe dọa đến lực lượng Mỹ. Trong khi đó, không có thông tin thương vong từ phía Mỹ sau cuộc tấn công, và sự việc này lại diễn ra trong bối cảnh căn cứ quân sự của Mỹ tại mỏ dầu khí Conoco ở miền đông Syria cũng vừa mới bị tấn công bởi tên lửa và máy bay không người lái. Hành động quân sự này cũng theo sau các cuộc tấn công khác của Mỹ vào cuối tháng 10, nhằm vào các mục tiêu được cho là thuộc quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, nhấn mạnh rằng mục tiêu của những cuộc tấn công này là bảo vệ lực lượng Mỹ và không liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.